Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Xin mời quý vị nghe tuyên bố của Thống đốc tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ về ngày 30 tháng 4 năm 2023, được gọi là For Saigon Remembrance Day. Tức là ngày 30 tháng 4 năm 2023, được gọi là ngày tưởng niệm Sài Gòn thất thủ. Tuyên bố đã đăng trên trang chính phủ tiểu bang Michigan ngày 27 tháng 3 năm 2023. Dưới đây là bản dịch tuyên bố bằng tiếng Việt. Xin mời quý vị lắng nghe. Xét rằng ngày 30 tháng 4 năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 48 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và bắt đầu cuộc di cư của hàng triệu người Việt ra khỏi Việt Nam sau khi thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và Xét rằng đối với nhiều người Việt Nam và cựu quân nhân đã trực tiếp tham chiến và những người Mỹ gốc Việt định cư tại Hoa Kỳ, chiến tranh Việt Nam là một thảm kịch đầy đau thương và mất mát sinh mạng của người Mỹ, người Việt Nam, người Đông Nam Á và xét rằng hơn 58.000 người đã thiệt mạng. 300 Lẻ 4.000 người bị thương trong tổng số 2 triệu 590.000 người đã phục vụ trong chiến tranh Việt Nam. Cứ 10 người Mỹ từng phục vụ ở Việt Nam thì có một người trở thành nạn nhân chiến tranh. Và xét rằng các lực lượng vũ trang Nam Việt Nam đã mất 275.000 binh sĩ và nhiều người khác bị thương cùng với một số thương vong không xác định của công dân Việt Nam. Và xét rằng bắt đầu từ năm 1975 và kéo dài đến giữa thập niên 90, nhiều làn sóng người Việt tị nạn bắt đầu rời Việt Nam, gần 800.000 người đã liều mạng trên những chiếc thuyền nhỏ nguy hiểm để đến các trại tái định cư ở Hồng Kông, ở Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines trước khi cuối cùng được tái định cư tại Hoa Kỳ. Và xét rằng để phục vụ cộng đồng của họ và thịnh vượng ở Mỹ, người Mỹ gốc Việt đã thành lập các khu thương mại dành cho người Mỹ gốc Việt lâu đời và thịnh vượng trên khắp Hoa Kỳ, kể cả ở phía Đông Nam Quận Oakland và Tây Michigan. Và xét rằng hơn 25.000 người Việt hiện đang sinh sống tại tiểu bang Michigan và xét rằng chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai những bài học quan trọng từ chiến tranh Việt Nam, kể cả hoàn cảnh khốn khổ của những người tị nạn Việt Nam sau khi chiến tranh kết thúc đóng vai trò như một tấm gương hùng hồn về các giá trị tự do và dân chủ. Vì vậy ngay bây giờ tôi Rishin Wisner Thống đốc tiểu bang Michigan tuyên bố ngày 30 tháng 4 năm 2023 là ngày tưởng niệm Sài Gòn thất thủ tháng tư đen ở tiểu bang Michigan. Kính thưa quý vị, toàn văn bản tuyên bố đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin tạm biệt.